Chiều ngày 31 tháng 10 tại xã Lam Sơn, Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc về công tác cán bộ đối với đồng chí Hà Văn Vinh. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trao quyết định. Dự tại hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ huyện. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lam Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hà Văn Vinh, sinh năm 1980, chức vụ đơn vị công tác hiện nay, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lam Sơn. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Huy Toàn đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Văn Vinh.